Trước khi chuyển sang phần tin trong nước là thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Mấy ngày gần đây tại khu vực dọc tuyến tỉnh lộ 725, đoạn đi qua thôn Từ Liêm 2, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, xuất hiện tình trạng hàng trăm cây thông bị chết hàng loạt. Theo quan sát của phóng viên, có khoảng từ 600 đến 800 cây thông có độ tuổi từ 5 đến 6 năm tuổi bị khô hết lá. Nhiều cây còn bị mục nát, có nguy cơ đổ ngã xuống đường điện cao thế đi qua tuyến đường này. Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng nói trên, tuy nhiên theo người dân thì có thể là do một số đối tượng cố tình làm chết cây để lấy đất sản xuất. Trước đó, dọc tuyến tỉnh lộ 723, đoạn đi qua địa bàn xã Đà Sa, Đà Nhiêm của huyện Lạc Dương cũng đã xuất hiện tình trạng hàng chục cây thông bị chết, mà nguyên nhân chính là do một số đối tượng ghen cây, bỏ thuốc độc để cây thông bị chết, sau đó lấy đất trồng cà phê và hoa màu. Thiết nghĩ các ngành chức năng cần sớm vào cuộc nhằm xác định nguyên nhân cũng như có giải pháp xử lý kịp thời tình trạng này. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 15.700 ha điều, tập trung chủ yếu ở ba huyện phía Nam và huyện Đam Sơn. Cây điều đã đem lại thu nhập cao ổn định cho nhiều nông hộ.